Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Lâm Quang Vũ, CEO kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ẩm thực Lâm Vũ, là một trong những nhà lãnh đạo trẻ được đề cử vinh danh ở hạng mục nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2022. CEO Lâm Quang Vũ đã dần khẳng định vai trò và sức ảnh hưởng của mình trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Với những công hiến của mình thì ông đã nhận được rất nhiều bằng khen của các cấp bộ ngành trung ương trao tặng.